Đây là một chiếc mic có thiết kế sẽ làm thay đổi cuộc chơi mà có giá chỉ chưa tới 2 triệu đồng. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của chúng mình. Nếu bạn là một người chơi TikTok hay dùng điện thoại để quay video và làm nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và bạn đang tìm kiếm một sản phẩm không dây nhỏ nhẹ, tiện lợi và quan trọng là rẻ thì hãy tham khảo ngay Boya Omic D và Boya Omic U. Thật ra cả hai sản phẩm này đều giống nhau, chỉ khác một điểm duy nhất, đó là Omic U dùng đầu Type-C để kết nối với dòng điện thoại Android và iPhone 15, còn Omic D dùng đầu Lightning để kết nối với các đời trước iPhone 15. Nên bạn hãy lưu ý tham khảo để lựa chọn sản phẩm phù hợp với điện thoại của mình. Và mình sẽ test thử xem khả năng thu tiếng thực tế của Boya Omic ở đoạn sau, nên là bạn hãy xem hết video nhé. Khi mà mới nhận hộp mic thì ấn tượng đầu tiên của mình là đây. Đây là chứng nhận Boya Omic đã đạt giải thiết kế của Red Dot năm 2023. Và đây là cái thiết kế hộp đựng siêu nhỏ nhẹ của nó. Không biết các bạn thấy thế nào nhưng mà mình thấy cái hộp này dùng giống một cái hộp tai nghe hơn là một hộp mic. Nhưng được cái là cái hộp này được làm giả da, có khung và khóa kéo chắc chắn, nên là anh em có thể mang theo khi di chuyển cũng rất là yên tâm. Và cầm tay sờ vào hộp cũng thoải mái vì nó sẽ không bị bám vết tay gây mất thẩm mỹ. Ngoài ra hộp đựng cũng có đèn LED báo hiệu và cổng sạc Type-C như thông thường. Và trong tất cả những cái sản phẩm mic Boya mà mình từng trải nghiệm thì đây là cái hộp mà mình đánh giá là có chất lượng build ổn áp nhất. Đựng bên trong bộ mic siêu nhỏ này thì có một RX và hai TX cũng tí hon luôn. TX Boya Omic được thiết kế hình tròn, có một đèn LED và một nút bấm thao tác. Mình nghĩ là nó trông khá giống một cái huy hiệu. Đeo bông lọc gió lên thì chúng ta có thể dùng là một cái phụ kiện luôn. Và chúng ta có thể linh hoạt gắn TX vào các vị trí khác nhau vì nó cũng được trang bị kẹp nam châm. Còn RX của nó cũng khá là đơn giản, chỉ to bằng ngón tay cái của mình. Điểm đáng chú ý nhất là nó có một cổng C ở bên cạnh để chúng ta có thể sạc máy trong khi vẫn sử dụng mic. Trong hộp còn có một ngăn ở phía trên đựng vừa các phụ kiện đi kèm của mic là hai dây sạc cùng hai bông lọc gió có màu khác nhau. Với một cái kích thước siêu nhỏ như này thì mình nghĩ rằng là chúng ta rất dễ dàng để giấu nó đi trong cái quá trình quay. Nhưng mà nếu bạn đeo thêm một cái bông lọc gió vào thì trông mic sẽ khá là to và nó sẽ phù hợp hơn để chúng ta làm một cái phụ kiện. Với một cái giá chỉ khoảng 1,7 triệu thì thực sự mà nói Boya Omic sẽ không có nhiều tính năng và vậy nên là thao tác của nó cũng sẽ rất là dễ. Mình nghĩ rằng là chỉ cần bạn mua mic về là có thể ngay lập tức thành thạo thao tác trên chiếc mic này. Để tắt bật mic, bạn hãy giữ nút khoảng 3 giây. Nếu bấm một lần thì mic sẽ kích hoạt chức năng mute, còn để bật chế độ khử ồn thì bạn hãy bấm hai lần vào nút đó. Bây giờ thì mình sẽ kết nối Boya Omic với chiếc điện thoại iPhone của mình và test thử xem là cái khả năng thu tiếng thực tế của nó sẽ như thế nào. Các bạn hãy cùng nghe và đánh giá với mình nhé. Ok, bây giờ mình đã kết nối chiếc Boya Omic với điện thoại iPhone của mình và mình đang thu âm bằng cái điện thoại này. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái điện thoại này của mình cho bạn cameraman và mình sẽ test thử xem khả năng thu tiếng của Boya Omic sẽ đến đâu nhé. Ok, đây âm thanh mà các bạn đang nghe thì sẽ thu được bằng Boya Omic D. Và xung quanh thì cũng đang có khá là nhiều xe đi và thỉnh thoảng sẽ có một tiếng còi, một số tiếng động. Và đây thì là âm thanh mà mình chưa bật cửa tiếng ồn. Để các bạn cùng nghe xem nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bật thử cái khả năng khử tiếng ồn của Boya Omic lên. Đây là Boya Omic đã bật khử tiếng ồn thì không biết là âm thanh nó có bị thay đổi nhiều không, còn bị nhiều tiếng ồn lọt vào không, và cái giọng, quan trọng là cái giọng của mình còn có bị bóp méo đi nhiều không. Thì các bạn hãy cùng nghe và thử so sánh với cả các sản phẩm của Boya mà mình từng review. Và bây giờ thì mình sẽ thử đi ra xa khỏi máy quay một chút để thử xem cái khả năng truyền tín hiệu của nó đến đâu. Theo nhà sản xuất thì cái Boya Omic này có khả năng truyền đến 50m. Chắc là dùng cho điện thoại thì chỉ cần như thế thôi. Nhưng mà mình không nghĩ là chúng ta sẽ cần đứng xa như vậy khỏi máy quay trong trường hợp nào cả. Và mình sẽ đứng đi xa ra khỏi máy quay. Chỗ này cách máy quay khoảng 30-40 mét gì đó. Thì không biết là âm thanh của mình nó sẽ như thế nào. Và khi mà mình đối mặt với máy quay như thế này thì chắc là tín hiệu nó vẫn ổn ha. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần với máy quay. Không biết là vừa nãy lúc mà mình quay lưng lại về máy quay thì cái tín hiệu nó có bị chập chờn không? Tại vì với một sản phẩm chỉ có giá khoảng 1,7 triệu thì mình không kỳ vọng cao lắm về cái khả năng thu âm của nó. Thì các bạn cùng nghe và đánh giá xem thử. Ok, vừa rồi là màn test khả năng thu tiếng thực tế của Boya Omic. Vậy trên đây là Boya Omic, một sản phẩm mic không dây có giá cực kỳ học sinh sinh viên dành riêng cho điện thoại. Và sau khi xem những cái đánh giá nhanh của mình về chiếc mic này thì không biết bạn có thấy đây là một cái thiết bị phù hợp với nhu cầu của mình không? Và bạn hãy để lại đánh giá ở bên dưới nhé.
Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.